Anh lên bản, chào hai vợ chồng nhé. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Tiếng Gọi Vùng Cao. Như cách đây 2-3 hôm thì các bác theo dõi cũng biết là anh em đã dọn dẹp đồ đạc để về nhà mà chuẩn bị lau dọn nhà cửa này, ẩm thực này, tất cả đồ đạc các thứ để chuẩn bị sum họp và đón Tết cùng với gia đình các bác ạ. 2-3 hôm trước thì thực sự rất là bận, chắc hẳn là các bác cũng đã đang rất là tất bật để chuẩn bị Tết cùng với gia đình. A Quyền cũng vậy, cũng 2-3 hôm trước cũng bận rộn nên là cũng không ra video cho các bác được. Và mình ở nhà thì cũng đã hoàn thiện tất cả những cái công việc đón Tết nó khoảng 90% rồi, còn 10% nữa thôi. Chắc là sau hôm nay, ngày mai thì mình về mình sẽ tiếp tục hoàn thiện nốt. Cũng rất là bận đấy, nhưng mà cũng cảm ơn gia đình là tạo điều kiện để A Quyền lên bản. Cách đây vài hôm ấy thì A Quyền cũng có nhận được lời mời của chị Sánh ở trên bản Khe Vác này. Hôm nay có mổ lợn để chuẩn bị Tết. Và qua đây thì A Quyền cũng muốn một hai video để gửi đến quý vị và các bạn hiểu hơn về cuộc sống, đời sống, văn hóa của bà con, xong là bà con ở trên này chuẩn bị Tết như thế nào. Mình sẽ đặt cái tiêu đề là Tết trên bản các bác nhé. Tập 1 và tập 2 thì các bác theo dõi tiếp video sau để biết là A Quyền sẽ tiếp tục đi vào bản làng nào. Ok, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Đây, trước khi lên bản chúng ta đi vào xem qua lại cái lán đã, không biết là như thế nào. Đồ đạc thì anh em chuyển xuống dưới kia hết rồi. Đây là cái kho xi. Còn một chút cái chai nhựa các thứ là anh em để ở bên này, mấy nữa sẽ dọn sau. Đấy, còn có mỗi đúng cái bàn thôi. Đúng cái bàn là anh em không dọn được, còn lại là đi gửi nhà chị Sánh. Còn cái nào mà nên giặt thì anh em cũng cho về nhà để giặt hết rồi. Đó, không còn cái gì nữa cả. Đúng một cái ống điếu với lại cái màn thôi các bác. Đi lên cầu một chút các bác. Hôm nay thì mỗi mình lên bản thôi. Tết nhất nên là cũng rất là bận, nhưng mà bà con mời lên thì cố gắng sắp xếp lên một chút. Theo chương trình của mình thì sáng nay mình sẽ ra bản Khe Vác, sau đó thì buổi chiều tối nay thì mình sẽ ra một cái thôn bản khác nữa. Thì các bác như đầu A Quyền cũng giới thiệu đấy, sẽ các bác đón xem ở video tiếp theo. Đấy, tường kè anh em mới xây đến đây thôi, được mười mấy 20 mét rồi, mới xây được đúng một bên hạ lưu này thôi, còn bên kia còn chưa đào móng cơ. Đấy, bên thượng lưu thì chưa động một tí nào cả. Đá 1-2 thì cũng còn khá nhiều các bác. Cái này cũng đến khoảng 8-9 khối. Thế còn cát thì hết rồi. Tính đến hôm nay là 20 à đâu mùng 6.
Mùng 6 thì nó rơi vào khoảng nửa tháng rồi đấy. Anh em đổ cầu này được nửa tháng rồi. Đấy, 300 cây trống là cho vào đây hết. 300 mấy chục cây, thế nhưng mà mấy chục cây lẻ lẻ đấy thì anh em trống ở hai bên thành cái ván be đấy, be cạnh này này. Nhưng mà anh em cũng đổ hôm trước xong là một hai hôm sau là tháo rồi. Tháo để lấy ván ra ghép và xây tường kè bên kia. Đấy. Bên cái hạ lưu bên trái này thì chắc cũng phải xây đến đây đấy các bác. Đây. Đoạn này cũng khá là dài đấy, nó cũng phải 7 đến 8 mét. Và xây cao lên gần đến cái gờ chắn bánh kia. Đó. Mình đi vào kiểm tra một tí. Rất là chắc chắn luôn. Thường thì nó khoảng 20 mấy ngày là có thể tháo dỡ được rồi. Nhưng mà anh em vẫn cứ để lúc nào mà rỗi rỗi thì mới tháo cũng được. Nó có khoảng tháng, hơn tháng cũng được. Mùa này thì không nhiều nước đâu các bác. Tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 đấy, cái thời điểm đấy là mùa mưa lũ thì mới có nhiều nước cơ. Tại vì là cái dầm của em, anh em nó khá là dày. Nó phải cả bê tông nữa, nó phải gần 50 phân cơ. Và cao thì các bác biết rồi đấy, mét. Ok. Qua vậy thôi, bây giờ mình sẽ đi lên bản, không biết là nhà chị Sánh đã bắt lợn và mổ lợn chưa nữa. Từ Nghĩa Lộ lên đây nó cũng khá xa. Mình đi từ lúc 7 giờ. 7 giờ thì thường thì ở nhà lên đây nó rơi vào khoảng 4-50 phút. Gần 30 cây số rồi, nhưng mà đi hết gần tiếng đồng hồ đấy. À đấy, cái đoạn này nữa này. Đây này, cái góc máy này mới thấy rõ này. Nó có một cái khe nước bé bé ở đây này các bác này. Mấy nữa qua tiết anh em sẽ phải làm cái cống ở chỗ này nữa. Đó. Ra lấy xe để lên bản đó. Và theo kế hoạch của anh em mình thì khoảng mùng 5, mùng 6 này mới bắt đầu khai xuân, và hy vọng là thời tiết nó sẽ ấm và nó ủng hộ như hôm nay chẳng hạn, để xe vật liệu nó không bị gián đoạn, nó vào được, anh em mới có thể xong cầu đúng tiến độ. Hy vọng là tháng giêng sẽ xong các bác. Chào chú.
Ôi giời ơi, Tết tới đâu rồi? Chào anh nhá. Đây, vào thăm gia đình một tẹo xem nào. Trước khi chúng ta ra xem mấy anh bắt lợn. Đấy chị ơi, em có gói bánh cho các cháu. Cảm ơn em nhá. Vâng, vâng. Cái này là rau gì đây các cô, các chị? À, rau dền nhỉ? Để cho con đấy. Rau dền. Nấu thuốc á? Nấu thuốc. Nhưng mà không phải rau dền, nó nhìn giống rau dền thế nhỉ? Không phải. Rau gì nhỉ? Cái này thì... Ô, rau dền thật đấy chứ? À, không phải. Rau dền này thì... Rau dền thì... Ai để con đi, để xong cái này đây, ăn đấy. Thế nhà chị Sánh là ai để con à? Sinh nhật phản đấu ăn chứ. À thế à? Ăn này bổ sức khỏe em ạ. À. Ăn đâu. Hôm nay thì sinh nhật phản đấu ăn. Vội bổ sức khỏe để qua Tết là đúng kiếm rồi. Thêm thằng nữa nhỉ. Kiếm thêm thằng nữa hay không thì không biết mà bổ sức khỏe xong để mà uống rượu qua Tết. À đấy. Tuyệt vời quá. Đây bên này mọi người đang bắt cái nồi quân dụng này lên rồi. Chắc là mình đoán là để làm xong đây. Chào bắt tay chú Hưng cái nhỉ? Bắt tay chú cái. Đấy, sắp hết Tết rồi, bắt tay nhau cho nó mạnh khỏe. Vâng, các chú uống đi. Cháu sang bên này xem các anh bắt lợn thế nào đây. Chuồng này thì bắt dễ rồi mà anh Lai. Đấy, các bác biết cái nhà anh Lai chị Sánh này là hộ gia đình mà đợt đầu tiên anh em vào đây là cũng vào đây ngủ trưa này xong rồi ăn cơm ở trên này đấy. Mình cũng có ghi hình qua cái chuồng lợn 1m2 của anh ở đây. Lợn lợn đúng chỉ ăn với đứng với ngồi với nằm thôi nhỉ, không được chạy. Thật đấy, chuồng lợn đổ thật đấy. Nhìn cái không khí bắt lợn mổ Tết thì rất là thích các bạn. Đúng cái Tết ngày xưa luôn. Nó mộc mạc, nó ấm áp, nó nói chung là cái cảm xúc nó khó tả. Không kéo đuổi ra xong mới bắt đúng không? Đuổi ra bắt mà. Con này chị nuôi được bao lâu rồi? Chắc là tầm 5 tháng thôi nhỉ. Hơn rồi. Bố cho là hảo. Bố cho là nó khuất à? Dạ, bố cho chẳng là kiểu bố cho. Khoa kéo đây. 6-7 tháng. Cái này em đoán được khoảng 60 hơn 60 cân. Xin lỗi các bác là cái cảnh quay bắt lợn này thì mình sẽ không dám quay cận cho lắm. Bởi vì YouTube nó có cái chính sách riêng của nó. Là xin phép các bác là quay xa xa một chút. Bao nhiêu cân anh? Cô? Bao nhiêu cân đây? Chưa cân được à? Nó dễ quá à? Hơn 60 cân. 62, 63 cân gì đấy? 63 cân. Vâng. Vâng. Ba lô.
Bà con ở đây trồng được rất nhiều cái lá hẹ này. Vâng, lá hẹ nấu thuốc. Mà cây nó mập phết đấy chứ nhỉ? Hẹ này không phải hẹ bình thường. À, hẹ này hẹ thuốc, bà con bảo là hẹ thuốc các bác. Cái lá hẹ mà đợt trước bà con cho để anh em dán trứng ấy thì nó, cái lá nó mỏng hơn và nó dài hơn. Thơm thơm hơn cái lá hẹ này chứ chị? Lá hẹ này không thơm mà lá hẹ này. Vâng. Lợn to nên là phải đến 6 người giữ các bác. Măng này chắc chiều qua chị Sánh lên núi hái à? Cái này thấy không phải chị Sánh hái đâu. Hôm qua chị Sánh thì lên xuống ở dưới chợ. À. 2 giờ mới đến nhà. À, xuống hái ở dưới chợ thôi gì. Ở trên này bây giờ hết rồi à nhỉ? Măng á? Vâng. Cái chị con đi đào cho chị cá. À. Cái này bây giờ nó hơi đắng rồi đấy nhỉ? Tôi đi hái trên làng thôi. Dạ. Đấy, chị Sánh cái tôi đi hái trên làng. Chị Sánh thì... Vâng. Chị Sánh thì chị Sánh lên trên làng rồi hái thôi. Hái gì? À, thế bảo xuống chợ. Tưởng đi chợ. Cái này măng ở trên này đi chứ. Măng trên này hơi qua chị bảo tôm đi. Vâng. Đấy, anh Lai với chị Sánh là khéo làm chuồng phết đấy. Cái này là chuồng ngan này. À, cả ngan cả gà các bác ạ. Con ngan ở trong kia, trắng trắng trong kia. Đây mấy con gà đen đây. Đấy là anh chị ấy quay cái khu này chắc khoảng chục mét vuông thôi. Còn chuồng lợn đây. Chắc không khéo em về em phải thiết kế cái chuồng kiểu của anh thôi. Hay đấy. Nuôi một con nuôi rông nuôi dài cho ăn rau cỏ cám gạo. Thế là cứ cuối năm lại có lợn mổ. Ăn ngon phải cho ăn cái rau ở rừng này. Vâng. Bà con ở trên này hay cho ăn cái lá gì nhỉ chú nhỉ? Đây bên dưới này có mấy cái ao đẹp lắm. Nhiều cá to phết. Chắc là các bác trong máy quay thì không thấy đâu. Đây. Cá chấm. Đây bà con cho cắt cái cỏ voi với lại lá chuối cho ăn này. Bên này một cái ao. Vâng. Bên này một cái ao nữa. Nhiều lắm, gần như là mình thấy là nhà nào cũng có một cái ao. Mấy cái hộ ở tít mãi bên kia đồi cơ.
là có nhà có 2-3 cái ao liền đấy. Đây bên này là cái đồi măng sặt của bà con đây. Sau mấy nữa mới được thu hoạch này. Không biết là có măng chưa các bác. Chắc là chưa mọc đâu. Một thời gian nữa, chắc là khoảng 15-20 ngày nữa. Bà con trồng giáp với lại cái vườn quế. Ở bên trong nhà các chú đang làm lông lợn. Mình theo chân các chị đi hái rau cải đó. Hoa đào ở trên này như là chưa nở hay là nó nở nó rụng mất rồi nhỉ? Nhiều đào lắm, bà con trồng thì nhiều đào đấy. Hoa mận thì ra rồi. Nhưng mà để ý đào là chưa thấy. Trước mặt này là cái cây gì chị khách? Đây đang ra hoa đây này. Nó có quả, nó có ăn được không? Con chim ăn á? À. Vâng. Vâng. Không khí trong lành mà yên bình quá nhỉ. Nó khác xa với phố thị ở dưới xuôi các bác. Tầm này là mọi người đi chợ tấp nập rồi. Người đi mua đồ sắm Tết là nhộn nhịp đây. Ô bên này có cái vườn rau cải. Ôi giời, có cả một tiểu đội đi nhặt rau à. Quá vui luôn. Đấy, ruộng bà con gần như là làm cỏ các thứ là xong rồi đấy. Sới hết đất lên rồi đấy. Cái này là đợi qua Tết đi là cho nước vào, bắt đầu bừa đi là cấy được. Gieo mạ chưa chị? Chưa. Chưa à? À. Bên là có, người ta cấy xong giờ còn chết hết rồi. À, nó lạnh quá. Vâng. Cứ ấm ấm như thế này thì cấy là ok mà. Mà ở dưới kia thì là nóng hơn mà cấy thì không chết ý. Vâng. Nương ngô cháu chưa để. Nương ngô của ai đây? Của Thủ Thiết. Ăn được chưa nhỉ? Cái này thì ăn được rồi mà thì ngô tẻ đấy. Cái này mang về nướng thì ok mà. Cái này bà con trồng để cho nuôi lợn, nuôi gà. Nuôi gà, nuôi vịt, ăn nuôi ngan. Nuôi ngan. Ai già già, cái vườn rau này toàn đá nhỉ? Đấy mà vườn rau của bà con là cách nhà nó cũng chỉ khoảng 100-200 mét thôi. Con chào bà nhá. Bà không nghe thấy gì à? Con chào bà nhá. Bà đi nhặt rau ạ. Bà chỉ nói được tiếng giao thôi. Mẹ chị à? À. Mẹ chồng á? Mẹ anh Lai ấy. Vâng vâng. Đã tới vườn rau. Thank you.
Vâng. Nó mưa mưa một tí, ẩm ẩm một chút nhỉ. Là nó ra xanh mướt lên. Ra cái khu đất này chỉ có trồng rau với lại trồng ngô thôi, nó ít đất quá, gần như là 80% là đá này, không khác gì ở bên Hà Giang cả. Đây bên này có cây chè rất là đẹp luôn. Vâng, trồng ngô thì tuyệt vời chị ạ, mình trồng vào xen kẽ vào những cái khe đá nó có đất đấy. Đi hái rau cải thì nói tiếng mình nào chị? Mình kẽ lại trái. À, mình kẽ lại trái. Lay là rau rồi nhỉ? À, thế còn ăn rau là nhằn lay. Đấy, tiểu đội đi theo được việc phết đây. Hái đúng 10 phút thôi được một đầy bề rau rồi. Đây, con trai chị đây này. Ô, thấy con trai chị lớn này rồi cả. Ú, xong lên bà nội rồi. Hôm nay đi xe xuống dưới nhà chị đây. Ồ. Sinh năm 87 sắp lên bàn bà ngoại bà nội rồi. Gần 40 rồi chị con em. 87 thì mới có 30 35 36 rồi chứ. Vâng. À, lên chỗ cao mới thấy này, cái chỗ suối bên kia, cái mép đá bên kia là có cái khe suối, là cái chỗ suối mà anh em đang làm cầu đấy các bác. Bây giờ mới nhìn ra này. Có nặng mấy ông cu? Để chú bế cho, bê cho không? Không. Sao chú bế thì chú giảm cân. Đúng rồi đấy. Đi hái rau trở về phía trên nhà thấy các chú ba toa, không, cái này là bốn toa đấy. Đã bắt đầu làm các món rồi. Nhanh phết.
Được nhiều thịt không chú? Cái này bà con nuôi rong dài thực ra là cái bì với lại cái mỡ nó rất là thơm nha các bác. Bà... Dạ. Cả xương 40 cân. À. Đấy là cân hết rồi đấy. À, cả xương. Vâng đấy. Riêng cái đầu lòng lúc nãy mình cân là 63 nhỉ? Đã hết. Hết hơn 20 cân rồi. Còn 3 cân cái ván. Vâng. Ờ à, trừ bì đi chứ nhỉ, trừ cái ván đi chứ. Đây bên này đang xôi cơm mà cô hay là à. Đấy. Hơi đầy nhỉ. Sáng nay mổ lợn xong là chiều nay mới gói bánh chứ chị Sánh. À làm xôi à? Làm xôi xong là gói vào cái lá chuối kia à? Gói lá xôi đây là ăn năm nướng xôi chứ. À. Chắc là cũng phải 20 29 30 mới gói nhỉ? Anh thì đến 30 mới gói. Vâng. Xin nghe một cái tọa sang hôm tập quân ăn. Cái gì thảo siêu đi điện thoại của hai đứa. Đó đủ thứ vào chỗ chạy. Là đi cho tôi không biết cái gì hết điện thoại không biết. Cái này cho vào nhân rồi chứ anh. À. Không biết là các bác ở trên này thì như thế nào nhưng mà A Quyền cũng đi các bản vùng cao rất là nhiều rồi, bà con cứ nuôi con lợn khoảng một năm, mấy tháng đến một năm cơ, xong là nó to đến 70-80 cân đến một tạ, xong là lúc mổ thì cái mỡ này này thì thường là ở trên vùng cao là lúc mà mổ xong thì rán để cho nó nguội, xong là cho vào cái bình hay là cái chum nào đấy, xong là để dùng cái mỡ đấy cả năm đấy. Tại vì là ở trên này nó rất là xa chợ. Mổ thêm mấy con gà nữa. Hôm nay vừa là sinh nhật lại vừa mổ lợn để chuẩn bị thực phẩm cho những ngày Tết sắp tới. Cái đấy lá chanh hả chị? Là món nướng quá. Ở trên này chắc không cho nước mắm đâu nhỉ? À.
Đi dạo quanh bản một chút các bác. Mình đi kiếm một ít gia vị nhân tiện đi quanh quanh một chút xem mọi người chuẩn bị Tết tới đâu. Tết đến nhà chưa cô? Tết đến nhà rồi. Con gái giống thế nhỉ? Vâng. Đây cô đang thêu cái tay áo. Tay áo hay là đằng sau áo. À đằng sau áo. Ai dạ, cái đằng sau áo thì cháu nghe nói là kỳ công phết đấy. Kỳ công lắm này. Mà vừa, nếu mà vừa thêu được một tí này. Cái này cô thêu như kiểu con cá ấy nhỉ? Ừ. Em thấy nào cũng có như thế hết đấy. À. Thấy bảo là cái áo mà nó còn đắp ngang với cái họa tiết cái đằng sau áo này, cái hình vuông ấy nhỉ. Cái này thêu cho cô hay là thêu cho chú đấy? Thêu cho cô thôi, chú thì thêu bé bé. À. Cái này là to này thì thêu cho cô thôi. Vâng. Thì nó không. À vâng. Vâng. Cái này cô thêu trong bao lâu thì hoàn thành cái này cô? Cái này được ở nhà thì 15 ngày thôi ạ. À, thế cũng nhanh nhỉ? 10 ngày, 15 ngày thôi. Cái này là dễ, còn là dễ hết cả một cái áo. Cái này dễ cái ở nhà thêu không thôi, nhưng mà nó đi làm thì 1 tháng, 2 tháng mà được. À. Thím nhỉ? Cái đấy thì gọi là một cái áo, cái đấy dễ nhất thôi. Vâng, cái này dễ nhất thôi. Đây, chuẩn bị củi kiếp các thứ à. Để gói mấy nữa. Luộc bánh chưng. Đấy, bên này nhà cô có cái cây mận ra hoa. Nhưng mà nó cũng chắc cũng ra khá là lâu rồi nhỉ. Cháu thấy có mấy bông là nó cũng héo héo. Cái này là nó ra cái này, mận sớm, mận cơm. À, mận cơm á? Vâng. Đây, tìm mãi mới thấy một cái cây đào nó nở hoa. Đấy, đào rừng đấy các bác, đào phai đấy. Hơi chói một chút. Khá là đẹp này. Gần như là mình để ý là nhà nào cũng có một cây đào trước cửa nhà. Có thể là do thời tiết. Thực ra thì ở trên này nó mới nắng được có 2-3 hôm thôi. Còn lại là từ những cái hôm trước trở đi là khá là lạnh. Nên là hoa cũng chưa nở mấy. Đây cây này cũng lác đác vài bông. Tết tới đâu rồi em gái? Tới nhà chưa? Làm gì đấy? Đã
đang trang điểm à hay là bôi cái gì đấy? À. Vừa đi nương về à? Quần áo bẩn thế kìa. À. Lấy củi. Nhà rộng thế nhỉ? Quá rộng luôn, cái này là 4 gian nhỉ? À, các cháu chưa được nghỉ học à? Xuống dưới nhà bác. Chắc tí nữa cũng xuống đấy quá. Thế thôi anh đi dạo loanh quanh tí thôi. Ôi giời, nhà bạn này có cái ươm được cái vườn quế này. Đẹp thế. Bên kia là vừa mới ươm à? Cái đấy là được mấy nghìn hạt? Không đếm à? Mua 5 cân về làm được thêm một năm. 5 cân á? Mỗi một cân nó khoảng bao nhiêu hạt là biết mà. Cái này là em ươm được một năm rồi nhỉ? Cái chỗ lên cao cao này này. Kiểu là mình chưa cho ra khỏi bầu ấy nhỉ, chưa tách nó ra nên là nó chậm lớn. Cái này mà mang lên nương trồng sẽ lớn nhanh hơn. Đấy, bên này nhà bạn này cũng chăn nuôi khá là tốt. Đây là cái chuồng ngan vịt với lại chuồng gà. Đây nuôi được khá nhiều gà ngan đấy. Ở mãi dưới kia kìa. Gà đây. Chuồng lợn thì chắc là bên kia. Bên này cũng có một cái vườn ươm giống quế nữa. Đấy. Trên này nó lạnh nên là bà con mua cái tấm chắn này, tấm lưới này để che khỏi sương nó rơi vào. Đang định đi thêm mấy nhà nữa, thế mà thời điểm này là bà con đang đi sắm Tết hết rồi. Với lại một số thì đi lên nương để đào măng. Đấy, như chị vừa nãy vừa đi lấy củi về để mấy nữa nấu bánh chưng. Thơm phỏng mũi rồi anh Pham ạ. Chín được một vỉ rồi ấy. Công nhận cái mỡ nó rất là thơm cô nhỉ. Ô mà để ý cháu không thấy cái nhà của chị Sánh này đặt bàn thờ ở đâu nhỉ? Nhà không có bàn thờ đâu. Không có à chú? Không có đâu. À
Mới tưởng người giao mình là có bàn thờ để ở ở ở. Hôm lên nhà nhà cô đấy, nhà tôi chưa có mà. À thế ạ. Tức là bây giờ là mình là thờ các cụ là ở nhà to chung với lại vâng, chung nhà to. Ở núi mới thờ ấy, còn phải tốn cả năm. À. Tức là phải làm cái thủ tục gì nữa xong mới được tách riêng ra để thờ đúng không? Thường thì mình để ý là bà con người giao là hay để ở, ở góc nhà này này. À, chị... à, vâng đấy. Ngay chỗ này luôn nhỉ chú nhỉ. Thế còn người Mông thì để ngay giữa nhà. Đây ví dụ như ở chỗ này là để đây luôn này. Cho mấy cái lông gà vào nữa. Cái này xôi mấy cân hả chị? Yến đấy nhỉ. Nóng lắm chị ạ. Nóng đấy. Chắc lấy cái gì lót tay thôi. Mua mềm mà đi, nếp như kiểu cái là nếp cái gì? Mà cái nhiệm bảo cho nhà chị chồng đúng không? Cái này chị Lai bảo vợ em Quỳnh mua thôi. À. Nếp cẩm. Thơm như nhút luôn. Có cả xôi trắng và xôi cẩm nhìn hấp dẫn quá các bác ơi. Mình thấy bà cha càng ăn được hơn vậy ạ. Mua lại dòng cụ ba con nghe vậy đôi thì như ăn quả thì biết thì màu màu quả thì đây như này dòng cụ thì tụi ăn đi thì nhiều lại cụ dòng cụ còn màu thì như ăn quả nữa ăn sẽ bị qua về con khác không có thể là cái đã tiêu thì tiêu hôm nào rồi bây mà cái lúc gì tiêu đừng có bây giờ tiêu à em tiêu có á lò quá tụ ô thật sự đang gấp mà. Chị cho em xin một miếng bé bé thôi, mí mí thôi. Nhìn hấp dẫn quá không cưỡng được. Ít thôi,
một tí tẹo thôi. Đây, bác này. Thử miếng xôi. Thơm, dẻo lắm. Cực ngon luôn. Cái này ăn với thịt nướng thì hết ý luôn. Vâng. Đúng rồi, ăn nóng này thì rất là dẻo luôn. Nóng sợ nó cứng. Mua ở nhà ta ra hồ, đúng à? Đúng à? Ra ngoài ta thì bỏ về cái mỏng. Vừa. Đã mắc rồi. Nhà ba mình thì đẹp không kêu. Ba chỉ muốn con liền hồ hả? Cái con nó kêu thì con chỉ hỏi mà chị không. Hắn kia làm anh mình muốn mẹ đi hồ hồ. Vâng, ăn đi. Em ăn trước một miếng rồi đấy. Cú thấy thế nào? Hai cu này thấy thế nào? Ngon không? Ngon chứ. Tuyệt vời đấy nhỉ. Thế ăn nhiều vào nhé. Hôm nay là đội trẻ con này được nghỉ học rồi, được nghỉ Tết rồi. Mùng mấy mới đi học đây? Mùng 10 á? À, thế tha hồ ăn Tết. Cho vào món gì đi chị Khánh? Thuốc à? Hơi bị bí ẩn đấy, như món thuốc này. Tết mới làm thôi gì đúng không? Không, thực ra cũng không phải Tết mới làm. Cảm thấy cơ thể à, tức là nó có tác dụng là bồi bổ cơ thể à. Nhưng mà còn nấu lẫn với cái gì không? Còn người Dao thì có những cái bài thuốc nam rất là hay nhá. Hôm nào chắc là phải ghi hình một cái thước phim về cái những cái món thuốc của bà con mới được nhỉ. Dạ, nhưng mà sợ bà con giống nghề thôi. Vâng. Ngày xưa là toàn ăn thuốc nam đấy. Vâng. Để con các thứ là toàn dùng thuốc nam nhất. Ăn đi tắm. Hôm nay là ít lắm đấy, ít thuốc. Riêng cái men lá ấy là em đã thấy hay rồi. Đây còn cái lá này nữa nè. À quyền không biết được. Biết gọi là lá gì đây. Đây có hai loại lá. Cái loại thuốc này ăn xong có sữa nhiều đấy. À. Thế là đàn ông có sữa không chú? Có đấy. Cái này cũng gần gần như kiểu là một người khỏe hai người vui đấy em. À, hay đấy nhỉ. Nếu mà như cháu ngực to đến lúc là có sữa. Ờ.
Đấy, các bác nào mà đang con mọn mà không có sữa cho con bú thì phải tham khảo cái bài thuốc của bà con ở trên bản này này. Rất là tuyệt vời luôn. Pa pa pa, anh chủ của pa rồi ạ. Pa pa phù. Giờ phải cho tay gì biết cái này pa pa. Cho ăn người. Anh mới cái này gì biết. Quá đẹp được cô ra chưa? Mà đi nang mà đi thấy nó còn làm giá không thể làm nhà. Riêng anh riêng. Em tưởng luộc chung với lại cái lòng vừa nãy này. À, cái món canh này là cho cả nếp cẩm vào. Có gừng này, có cái lá hẹ to kia này. Có hai cái loại lá mà em không biết tên này, xong là thịt gà. Gà, gừng, với lại gì hết cẩm làm cho một ít rượu nữa ạ. Đây là rượu làm nếp cẩm này. À. Cơm xôi về làm để bán riêng cái thuốc này đấy. À. Tí nữa mới cho gia vị thêm
súp hay là muối các thứ vào nữa, đúng không? Hạt tiêu. Đây các bác này, cái nồi canh mà chị em bảo là tẩm bổ mà có để có nhiều sữa đây. nếu mà đàn ông uống thì cũng có sữa luôn đấy. Nhiều thì có thật đấy. Vâng. Cái này là món này là gọi là thập cẩm nhỉ. Cháo thập cẩm. Lợi sữa. Nhật thiết gì còn đơn chỉ Hôm nay nhà chị Sánh là có hai sự kiện. Thứ nhất là mổ lợn để chuẩn bị ẩm thực cho ngày Tết sắp tới. Thứ hai là sinh nhật của con gái. Đấy, bây giờ mới được biết các bác ạ. Đã rồi, nhân vật chính đâu rồi đây đúng không? Vừa đi làm ở Hưng Yên à? Hay là ở đâu nhỉ? Hưng Yên hay Hà Nội gì đấy các bác? Bạn này đi làm tóc, nối tóc. Đấy các bác nào mà làm đẹp thì liên hệ với bạn này. Đấy, mua dưa hấu ở các này, cái này ở dưới Nghĩa Lộ thôi quá. Trên này không trồng được đâu chú nhỉ? Dưa bên dưới đây là Nghĩa Lộ. Cái chỗ đồ thực chi bên dưới này, cả Hà Bãi này. Chỗ đấy gọi là đường ấy, Thái Lão. Thái Lão đúng rồi đấy, Thái Lão. Ok mọi người, vừa sắp mâm xong hết rồi, bây giờ đợi con gái chị Sánh. Hôm nay là cũng sinh nhật của em nữa. Bây giờ anh chị vào hát bài chúc mừng sinh nhật đi. Chị có biết hát. Hôm nay không có bỏ kêu đâu. Mày lại nói này. Phải nói là mình cũng đi rất nhiều bản làng rồi mà thấy bà con người Dao là rất là coi trọng cái ngày sinh nhật. Cả bản, cả họ hàng đến chúc mừng đấy các bác. Ôi, được chưa? Cả nhà ngồi gần vào nhá. 1, 2, 3 nào. 2, 3 nào. Thôi, nhiều kiểu lắm rồi. Đấy, đúng là Tết ở trên bản rất là ấm cúng các bác. Có bà con họ hàng làng xóm. Nói chung là ở trên này thì đấy, tình cảm nó rất là nhiều luôn. Đây, điểm qua một số những cái món ăn hôm nay bà con chế biến đây. Đây là cái món thịt bò xào, sáu gừng nhỉ? Đây, thịt lợn nướng đây các bác. Đây là thịt luộc, lòng đây. Đấy, lòng với lại nội tạng các thứ. Thế còn bên này là thịt gà đấy. Gà đen và đen cả xương luôn. Cái này là thuốc. Vâng.
À đấy, cái món này. Rừng, rừng, không cần bà để. Không, tí nữa mà phải dùng thêm cái món này thử xem là tối về ngủ nó có ra sữa không. Ngủ ra đấy, món nó nhiều, nó có sữa mà. Dạ vâng. Quý như thế mà. Ơi, em cũng cuối năm rồi, mấy hôm nữa là cũng bước sang năm mới rồi. Chúc anh chị lai sánh cũng như là chúc sinh nhật cháu là may mắn bình an. Vâng, chúc khỏe chú nhé. A Quyền hôm nay là được đặc cách các bác, hôm nay là dùng nước B thôi. Mình uống nước cam thôi. Tí nữa còn đi đường nữa nên là cũng bà con ở trên này cũng thông cảm cho. Vâng. Rồi cháu mời chú nhá. Mời anh em nhá. Vâng, vâng. Mời anh em bên kia nhá. Vâng, vâng. Ơ, cái này các bạn hiểu đâu. Nước, nước. Thế là nhầm rồi. Rượu, chứ. Rượu, nhẹ. Nó nhẹ đúng không? Uống rượu này được rồi. Đói nhờ, sờ tay cái nhỉ. Rồi. Hảo hăng nhá. Heno, heno. Nhờ, heno. Ờ, vâng. Hảo hăng nhá. Hảo hăng. Biết rồi ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.